Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 với biến thể Delta có đặc tính làm lây lan nhanh, mạnh, kéo dài tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long. Một chiến dịch hỗ trợ lớn chưa từng thấy dành cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trên phạm vi cả nước. Mỗi tỉnh thành phố huy động hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế vào thành phố Hồ Chí Minh. Các lực lượng tuyến đầu, tổ COVID-19 cộng đồng, các tổ chức cá nhân tình nguyện, không kể tuổi tác, hàng vạn y bác sĩ, nhân viên y tế, thanh niên, sinh viên lên đường chống dịch không chút đắn đo. Sẽ hỗ trợ hết mình đến khi nào mà thành phố Hồ Chí Minh tình hình bị ổn định? Là cái môi trường mới, thấy ở mới nó khác. Cái thứ hai nữa là cái giờ giấc làm việc nó bị đảo lộn. Những cái việc này bọn tôi đã lương trước từ trước và sẵn sàng công việc cho một khoảng thời gian dài, thậm chí 1 tháng, 2 tháng. Những bếp cơm nghĩa tình, những bữa ăn miễn phí, hàng ngàn chuyến xe thiện nguyện được các tổ chức cá nhân vận động kêu gọi quyên góp đã không ngừng lan tỏa, nhân rộng tới các địa phương chịu tác động nặng nề của dịch bệnh. Từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau, từ đồng bào ở xa tổ quốc đã gom góp những gì mình có, gửi nhanh đến thành phố từ đồng tiền, viên thuốc, hạt gạo, củ khoai, trái bầu, trái bí, con cá, con tôm. Không ai bảo ai, thế mà mọi người chung một mục đích, chung một nguyện vọng, chung một tấm lòng. Những hạt gạo, cân măng của mẹ, trái bí của bà, tuy nhỏ bé nhưng thiêng liêng và ấm áp lòng người. Cái công việc họ đang làm là bằng tâm, bằng sức. Một người làm bằng mười mấy, 20 người hoặc 30 người là bởi vì sao? Làm bằng ý thức, làm bằng cái tình yêu thương. Chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều cách làm hay, sáng tạo của cộng đồng để giúp đỡ, tương trợ, cùng vượt qua khó khăn. Đó là những cửa hàng không đồng, phiên chợ không đồng, phiếu mua hàng không đồng ở khắp các vùng dịch cả nước. Chuyến xe nghĩa tình, lặng lẽ và khẩn trương hoạt động. Không chỉ có người trẻ mà cả những người cao tuổi, không chỉ góp công mà còn góp của, góp tiền tiết kiệm cho quỹ vaccine, cho các hoạt động mang lại hiệu quả, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Trong lúc khó khăn nhất của dịch bệnh, chúng ta luôn có niềm tin chiến thắng. Niềm tin ấy được thắp sáng bởi tinh thần đã đoàn kết thì đoàn kết hơn nữa, đã thống nhất thì thống nhất hơn nữa. Niềm tin ấy là động lực để thực hiện thành công chủ trương vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.